những người thuộc dòng Hồi giáo Shiite đã xuống đường biểu tình tại Nigeria. Hàng trăm tín đồ theo hệ phái Shiite vào thứ Năm 11 tháng 7 đã cùng nhau xuống đường để biểu tình tại thủ đô Abuja của Nigeria nhằm kêu gọi chính quyền mau sớm trả tự do cho lãnh đạo của họ. Chỉ một ngày sau khi xảy ra màn đụng độ bạo lực khiến cho nhiều người tham gia tuần hành bị thương vong. Truyền thông địa phương cho biết các thành viên thuộc phong trào Hồi giáo IMB với chủ trương ủng hộ cho Iran đã liên tục hô vang các khẩu hiệu khi di chuyển về trước cơ quan nhân quyền quốc gia tại Abuja. Lãnh đạo của nhóm này là ông Ibrahim Zakzaki đã bị bắt từ tháng 12 năm 2015, vốn đã khơi mào nên nhiều cuộc biểu tình bạo động. Trong màn đụng độ vào thứ Ba đầu tuần, cảnh sát Nigeria đã bắn chết 3 người biểu tình, đồng thời làm 11 người khác đã bị thương. Tình trạng bạo lực sắc tộc đã trở nên căng thẳng sau khi ông Zakzaki đứng ra kêu gọi người dân tham gia vào cuộc cách mạng Hồi giáo, giống như đã từng diễn ra ở Iran.